Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, vị trí được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Lời đầu tiên Ly muốn thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an luôn quý bà con. Còn ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây sầu riêng Black Thorn. Thì cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về giống sầu riêng Black Thorn, thì ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta nào muốn đầu tư thì chúng ta cũng có thể tham khảo và cập nhật ha bà con. Trước màn hình đây là cây sầu riêng Black Thorn nha bà con. Thì bên trung tâm cây giống chuẩn bị soạn hàng đóng cho chủ đầu tư. Thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Cái cây sầu riêng Black Thorn cái lô này thì chiều cao của cây thì cao khoảng 60 cm, tức là cao khoảng 3 gang tay. Cây được 3 cơi đọt rồi. Đây ha bà con, cây được 3 cơi đọt nè, cây đang nhú đọt lên, cây đang phát triển rất là khỏe mạnh nha. Còn cái lô này thì bên Ly sẽ nuôi trong cái bầu đất đỏ nha bà con. Đây, cái bầu đất đỏ 3 gang nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy rõ không ạ? Cây đang phát triển rất là đồng bộ nha. Đây là cái lá của cây sầu riêng Black Thorn ha bà con. Còn bên đây là cái lá sầu riêng Musakin nè. Hai cái bản lá thì nó cũng khác nhau nha. Cái hình thức lá thì nó rất là giống với sầu riêng Mon Thon Thái nha bà con. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy rõ không ạ? Rất là giống nha. Nhưng mà lá này nó sợ lá nó sẽ tròn hơn ha bà con. Lá nó sẽ tròn hơn và nó sẽ cục hơn cái sầu riêng Musakin. Còn cái lá sầu riêng Musakin đây nó hơi dài hơn nha. Nhưng mà cái bản lá của nó sẽ úp ngược xuống nha bà con. Cái đuôi nó sẽ nhọn nè, nó sẽ úp ngược xuống. Còn đây là cái giống sầu riêng Black Thorn. Lá nó sẽ khép lên, lá nó sẽ dễn lên. Hình thức lá nó y chang như sầu riêng Mon Thon Thái luôn nha. Nhưng mà cái màu lá thì nó sẽ khác nha bà con. Đây, cái màu đá sầu riêng Black Thorn thì nó sẽ màu vàng kim ha. Đây ha bà con, cái màu vàng hơi kim kim nè. Để Ly quay cái bo cho quý bà con chúng ta xem nè. Cái bo rất là lực luôn ha, rất là to nha, to hơn cái ngón út luôn nha bà con. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Cây đang phát triển đi cơi đi đọt rất là mạnh ha. Tược đứng nha bà con, tược đứng tàn dù. Sầu riêng Black Thorn quý bà con chúng ta trồng chăm sóc tốt thì thời gian cho trái chỉ trong vòng là từ 4 năm nha bà con. Cái cơm nó sẽ màu vàng cam nha, ửng màu cam lên, cái màu rất là đẹp nha bà con. Và cái trái sầu riêng Black Thorn thì cái trái nó dạng tròn nha bà con, nó cũng rất là điều học nha. Dưới đít nó cũng có hình sao nữa ha bà con. Nhưng mà trái nó sẽ tròn, nó sẽ ngắn hơn cái hình thức trái sầu riêng Musakin ha. Sầu riêng Mã Lai thì chất lượng nó thì ăn rất là ngon. Thứ nhất là cái cơm nó sẽ béo ha bà con, béo và nó mịn, nó không có bị sợi chỉ ở trong nha. Sầu riêng Thái của chúng ta cũng có nhưng mà ít ha bà con. Sầu riêng Ghi Sáo cũng vẫn có. Còn riêng về sầu riêng Black Thorn và sầu riêng Musakin thì Ly cảm nhận thì không có nha. Không có bị sượng ha bà con. Ăn thì rất là ngon nha. Cái ruột thì nó sẽ màu vàng cam nha bà con. Ửng lên cái màu cam cam nhìn nó rất là đẹp ha. Thì cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về cái giống sầu riêng Black Thorn thể loại giống mới và giá trị kinh tế hiện tại thì còn rất là cao. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn đầu tư cây giống mới về cái giống sầu riêng thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống sầu riêng Black Thorn hết bà con. Bên cạnh Black Thorn thì có sầu riêng Musakin làm mưa làm gió trong suốt thời gian qua ha. Chất lượng cho trái tại Việt Nam thì khá là ok rồi nha bà con. Đây là nguyên cái lô sầu riêng Musakin nè. Gốc thì bên Ly sẽ làm là gốc từ 2 phân đổ lên hết bà con. Cây tàn dù rất là đẹp nha. Những cái nhóm này thì bên trung tâm cây giống đã soạn hàng ra cho chủ đầu tư rồi nè. Chuẩn bị đi trồng cây trực tiếp nha bà con. Cái đơn này thì bên trung tâm cây giống sẽ trồng ở Tân Hưng của tỉnh Long An nha. Những cái video sau thì bên trung tâm cây giống đến tận vườn để trồng cây cho chủ đầu tư. Thì Ly cũng muốn chia sẻ trước cho quý bà con chúng ta cùng cập nhật về hai loại giống trên ha bà con. Thứ nhất là ăn ngon. Còn cái thứ hai nữa là giống mới về Việt Nam của chúng ta. Sự sinh trưởng và sự phát triển của bạn này rất là đồng bộ ha. Cho trái chất lượng cũng rất là ngon. Và hiện tại thì giá cũng rất là cao nên Ly cũng sẽ cập nhật thường xuyên cho quý bà con chúng ta nào muốn trồng sầu riêng thì chúng ta cũng có thể tham khảo nhiều hơn nha bà con. Ly sẽ quay lại một lần nữa cho quý bà con chúng ta xem nè. Cái lô này thì bên trung tâm cây giống sẽ nuôi trong cái thùng nha. Tùy theo lô nữa nha bà con. Có lô thì bên trung tâm cây giống sẽ nuôi trong cái bầu sơ dừa, có lô thì nuôi trong cái thùng đất đỏ ba gian giống như vậy. Thì bên trung tâm cây giống ngoài giao đường xe ra thì có đóng đường bưu điện gửi tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Mua 1-2 cây thì Ly cũng vẫn đóng nha bà con. Còn nơi đây là những anh chị đang đóng hàng nè. Thì hôm nay thì cũng có đi đơn lẻ sầu riêng và Black Thorn cũng rất là nhiều. Có đơn thì 5 cây, có đơn thì 4 cây. Cái đơn này cũng có sầu riêng và Black Thorn này ha bà con. Đây là cái sầu riêng và Black Thorn đây. Anh mua đầu tư là 4 cây sầu riêng. Cái đơn đây, cái đơn này nè, sầu riêng Black Thorn đấy ha, 4 cây nè. Rồi anh đầu tư thêm 4 cây bưởi ruby.
Sầu riêng lách thon thì bên trung tâm cây giống đang bán lẻ là 300 ngàn trên một cây giống như vậy nha bà con, là chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn đầu tư số lượng lẻ, mua một vài cây thì Ly sẽ đóng đường bưu điện gửi tận nhà cho quý bà con chúng ta. Một cây như vậy là phí vận chuyển là 50 ngàn nữa nha bà con. Tức là khi mà quý bà con chúng ta mua một cây mà gửi về tới nhà là 350 ngàn là đã bao gồm phí vận chuyển nha. Tại vì cái lô này bên trung tâm cây giống sẽ vô trong cái bầu đất á. Một cây như vậy là tới 8 kg rưỡi đến 9 kg lần nha bà con, rất là nặng nha. Nên phí vận chuyển thì nó sẽ hơi cao hơn ha bà con. Thì cô chú anh chị là chúng ta muốn mua số lượng nhiều, số lượng lớn thì bên Ly sẽ có giá sỉ riêng ha bà con. Còn Ly đang báo giá là giá bán lẻ thôi. Đơn này cũng có cây sầu riêng, nhưng mà sầu riêng này là sầu riêng ghi 6 nha bà con. Sầu riêng ghi 6 thì lá nó hơi tròn, cái bản lá nó rất là tròn và nó sẽ cục, nhìn rất là dễ phân biệt luôn. Hai lá khác nhau hoàn toàn ha. Mỗi loại sầu riêng thì hình thức lá thì nó chung chung với nhau, nhưng mà quý bà con chúng ta gộp chung 4 cây lê sầu riêng lại với nhau á, thì chúng ta sẽ phát hiện ra thứ nhất là cái vân lá, thứ hai là cái màu sắc ở dưới cái bản lá nha bà con, còn thứ ba nữa hình thức lá thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà quý bà con chúng ta mua đơn lẻ một cây thì quý bà con chúng ta không có nhận biết ra được ha bà con. Để gần lại thì chúng ta mới phát hiện ra. Mấy anh chị mà trong ngành cây giống thì chúng ta mới dễ biết thôi ha. Nơi đây là nơi đóng hàng bưu điện ha bà con. Thì Ly sẽ gửi đi tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn. Miền Trung, miền Nam, miền Bắc thì Ly cũng gửi tận nhà được nha bà con. Bên trung tâm cây giống sẽ để đường GNT. Đóng hàng rất là kỹ ha bà con. Trước khi hàng đi thì giữ ẩm nè, quấn băng keo hết, chặt bầu như vậy lại luôn nha, tránh tình trạng lông bầu vỡ bầu hả bà con. Còn những cái cây sầu riêng thì bên Ly sẽ tiến hành cọt bo lại nữa. Hôm nay thì bên trung tâm cây giống đóng hàng đi cũng nhiều loại cây nè. Ngoài sầu riêng đắt thon ra thì có cherry bưởi xin, lựu đỏ Ấn Độ, bưởi ruby, táo Thái, rồi xoài, chôm chôm, chôm chôm Thái, chôm chôm Tiến Cường, măng cục, rồi có thêm cái cây bồng bon Thái nữa nha bà con, bồng bon Thái nè, rồi dừa đỏ Mã Lai, chanh vàng Mỹ, chanh cẩm thạch, mít tố nữ, rồi cây bánh kem đôi 034, hồng đen sô cô la, vú sữa Mica, rất là nhiều nha bà con. Còn ngoài này có thêm một cái nhóm sầu riêng nữa nè. Này có thêm một nhóm sầu riêng nữa, nhưng mà sầu riêng này là sầu riêng Malai Musakin D197 nha. Rồi Sabo Cần Thơ nữa nha bà con. Rồi na nữa nè. Rất là nhiều loại cây giống luôn. Cây chanh ngón tay. Đa là dạng cây giống nha bà con. Thì bên trung tâm cây giống ngoài cây sầu riêng ra thì còn rất là nhiều loại cây nha. Cây ngoại nhập cũng có luôn hả bà con. Cây to, cây lão, cây trôi đều có luôn nha. Rồi cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày để tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về mô hình trồng sầu riêng và lách thon nha bà con. Cũng như là cách nhận biết cây sầu riêng và lách thon qua lá nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.